tài năng 17 tuổi sốc khi ghi bàn trong trận ra mắt Barca. Marcus xúc động khi ghi bàn chỉ sau 34 giây ra mắt Barca ở trận thắng Bilbao 1-0 tại vòng 10 La Liga hôm 22 tháng 10. Tôi vẫn không thể tin được, Rui nói sau khi ghi bàn duy nhất ở phút 80 giúp Barca chiến thắng. Tôi gần như không thở nổi nữa. Tôi làm việc cả đời để có cơ hội khoác áo Barca, rồi mọi thứ trở nên thật hoàn hảo. Ghi bàn như thế này là điều tôi mơ gần như mỗi đêm. Vào sân thay Fermin Lopez phút 79, khi Barca đang hòa Bilbao 0-0, Marcus chỉ cần 23 giây để lập công. Sao trẻ lò La Masia thoát xuống đón đường chọc khe của João Félix, đẩy bóng thêm một nhịp rồi dứt điểm hạ gục thủ môn Unai Simon. Sau khi Rui mở tỷ số, các đồng đội chạy đến chia vui với tài năng trẻ theo cách đầy cảm xúc. Theo Opta, Rui là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong trận ra mắt Barca ở thế kỷ 21, khi mới 17 tuổi 291 ngày. Rui ra mắt đội dự bị Barca khi được huấn luyện viên Rafael Márquez cho đá 8 phút ở trận gặp Gimnàstic ngày 10 tháng 9. Tiền đạo xứ Catalonia là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho đội trẻ Barca mùa này, với 6 bàn sau 7 trận. Rui lần đầu được gọi lên đội một chuẩn bị cho một trận La Liga khi Barca làm khách của Granada ở vòng 9, nhưng không được vào sân. Cơ hội cuối cùng cũng đến với Rui khi Barca gặp khó trước Bilbao. Khi các tài năng trẻ sẵn sàng, tôi cho họ vào sân, huấn luyện viên Xavi nói sau trận. Khuôn mặt của Rui trên ghế dự bị không có chút sợ hãi nào. Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt kiểu, huấn luyện viên, hãy để tôi vào đá. Mọi thứ cuối cùng diễn ra tốt đẹp. Tôi rất hạnh phúc. Sau trận, Rui cảm ơn huấn luyện viên Xavi vì đã tin tưởng và trao cơ hội. Tài năng trẻ Barca cũng nói rằng bản thân cảm thấy vinh dự vì chọc thủng lưới Unai Simon, thủ môn hàng đầu của Tây Ban Nha. Inigo Martinez, trung vệ từng khoác áo Bilbao trước khi chuyển sang Barca mùa này, chia sẻ niềm vui với Rui trong phòng thay đồ. Anh ấy nói rằng tôi chắc chắn sẽ mất ngủ. Nhưng hãy tận hưởng điều đó, Rui kể với tờ Sport sau trận. Trong ngày thiếu vắng nhiều trụ cột như Robert Lewandowski, Rafinha, Frenkie de Jong hay Pedri, Barca không thể lấn lướt Bilbao dù được đá trên sân nhà Olympic. Bàn duy nhất do công Rui giúp Barca thắng sát nút và có 24 điểm sau 10 trận, tiếp tục bám sát hai đội đầu bảng Real và Girona với khoảng cách 1 điểm. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.